Âm nhạc mỹ hảo thuần chính từ thế giới Phật quốc vang vọng đến nhân gian, thiên âm tỏa sáng rực rỡ, gột rửa tạp niệm trong tâm. Hy vọng năng lượng thuần tịnh tường hòa của chân thiện nhẫn thông qua âm nhạc đến từ thiên thượng sẽ đưa bạn trở về nơi quê nhà xưa của chốn tâm linh. Các bạn khán thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, chuyên mục Thiên âm tịnh nhạc số 76, Đại Pháp Hồng Truyền. Trong chương trình của hôm nay, tất cả những tiết mục mà chúng ta thưởng thức đều là các nhạc phẩm và ca khúc do những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp sáng tác. Pháp Luân Đại Pháp là một pháp môn tu luyện Phật gia, lấy pháp lý, chân, thiện, nhẫn để yêu cầu người tu luyện làm người tốt trong những người tốt, đồng thời luyện tập 5 bài công pháp nhằm đạt đến cả tâm lẫn thân đều khỏe mạnh, nhân tâm hướng thiện. Mở đầu chương trình của hôm nay, mời các bạn thưởng thức nhạc phẩm Pháp Luân Xoay Tròn. Thank you.
Pháp Luân Đại Pháp là đại pháp tu luyện Phật gia. Kể từ khi truyền ra ở Trung Quốc vào tháng 5 năm 1992, pháp môn hiện được hồng truyền đến hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Người tu luyện gồm có mọi tầng lớp như giáo sư đại học, bác sĩ, luật sư, kỹ sư, nhân viên công vụ, sĩ nông công thương. Pháp Luân Đại Pháp được phổ truyền từ Trung Quốc ra thế giới, càng ngày càng có nhiều người Tây Phương cảm nhận được sự mỹ hảo mà Đại Pháp mang đến cho nhân loại. Tiếp theo đây, mời các bạn thưởng thức bài hát Pháp Luân Đại Pháp Hảo. Trong nền văn hóa Trung Hoa cổ đại, lưu truyền rất nhiều truyền thuyết và dự ngôn cảnh báo thế nhân. Theo kinh Phật ghi chép, hoa U Đàm Bà La 3.000 năm mới xuất hiện một lần, đó là điềm lành linh thiêng. Nếu như là hạ thế, Kim Luân Vương xuất hiện ở nhân gian, thì do uy lực đại phúc đức của Ngài mà loài hoa này mới bị cảm hóa và xuất hiện. Kim Luân Vương xuất hiện ở nhân gian nghĩa là hoa U Đàm Bà La xuất hiện. Điều đó có nghĩa là Pháp Luân Thánh Vương hạ thế xuống nhân gian chính Pháp. Cho đến hôm nay, loài hoa kỳ diệu hiếm thấy này đã nở rộ ở khắp nơi trên thế giới. Khi hoa U Đàm Bà La càng nở rộ, thì càng có nhiều người tin rằng Pháp Luân Thánh Vương được ghi chép trong kinh Phật đã hạ thế và truyền Pháp độ nhân. Tiếp theo đây, mời các bạn thưởng thức nhạc phẩm Pháp Luân Thánh Vương. Thank you.
pháp lý của Pháp Luân Đại Pháp trực chỉ nhân tâm, giảng ra đạo lý tinh thâm nhất của vũ trụ bằng ngôn ngữ của nhân loại dễ hiểu nhất. Pháp Luân Đại Pháp nói rõ toàn bộ về vũ trụ, thời gian, không gian, bí ẩn của nhân thể, khiến người tu luyện hiểu được ý nghĩa chân chính của sinh mệnh. Cơ duyên tu luyện thoáng qua này có lẽ chính là miền tịnh thổ tâm linh mà bạn đã tìm kiếm từ lâu. Đến với tiết mục cuối cùng của hôm nay, mời các bạn thưởng thức nhạc phẩm Ngàn Năm Chờ Đợi. Bạn thính giả đang nghe chương trình phát thanh Minh Huệ thân mến. Hy vọng thiên âm thuần chính mỹ hảo có thể khiến con người tỉnh giấc trong cõi mê trần thế, giải thoát khỏi danh lợi tranh đấu, nỗi khổ mê man, tìm lại ký ức xa xưa thuộc về chính bạn, phản bổn quy chân. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ ngày hôm nay. Thiên âm tịnh nhạc.